Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Long An, dù được đầu tư xây dựng, nhưng nhà công vụ cho giáo viên trên địa bàn hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu. Nhiều nhà ở xây dựng tạm bỡ xuống cấp gây ảnh hưởng đến đời sống của đội ngũ giáo viên. Theo đó, toàn tỉnh Long An hiện có 556 trường học công lập các cấp, với hơn 22.000 cán bộ giáo viên. Nhiều người trong số đó đang công tác xa nhà, chưa có chỗ ở ổn định. Tuy nhiên, toàn tỉnh hiện chỉ có 77 công trình nhà công vụ giáo viên với 462 phòng, tổng diện tích là hơn 14.500 m2. Số lượng nhà công vụ này đang phục vụ cho 941 giáo viên. Với số lượng như vậy thì chưa đáp ứng được nhu cầu nhà ở của giáo viên trên địa bàn. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Long An, trước thực trạng trên, đơn vị đã có văn bản trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt chương trình đầu tư xây dựng nhà ở công vụ cho giáo viên trên địa bàn. Dự kiến trong giai đoạn từ nay cho đến năm 2025 sẽ xây dựng mới 57 công trình nhà ở công vụ với tổng số là 294 phòng, mỗi phòng có diện tích là 24 m2 dành cho hai giáo viên ở. Việc đầu tư sẽ thực hiện ưu tiên giải quyết nhà ở cho giáo viên giảng dạy ở các trường chưa có nhà công vụ thuộc địa bàn vùng sâu vùng xa của tỉnh, đặc biệt là khu vực Đồng Tháp 10. Dự kiến sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu nhà ở sinh hoạt cho gần 600 giáo viên các cấp trong tỉnh việc xây dựng nhà ở công vụ cho giáo viên sẽ giúp cho đội ngũ giáo viên đang công tác xa nhà có chỗ ở ổn định điều kiện sinh hoạt được nâng lên từ đó yên tâm công tác góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn